người tuổi Tuất làm gì cũng giàu nếu chọn kết hợp với đúng con giáp này. Để hút tiền vào nhà, tài lộc cứ ùn ùn kéo đến. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về tuổi Tuất sẽ hợp với tuổi nào, đúng không ạ? Như quý vị đã biết, các tuổi hợp nhau trong chuyện hôn nhân hay là làm ăn là những cái cặp tuổi phù hợp với nhau về nhiều mặt, đem lại cái may mắn và cái sự sung túc cho cả hai người. Không phải độ tuổi nào cũng kết hợp với nhau. Mỗi con giáp thì đều có một cái vận mệnh tốt xấu khác nhau trong cái sự nghiệp và cả cái chuyện tình duyên hôn nhân, cũng như là việc lựa chọn con cái. Khi mà chúng ta chọn được đúng người, đúng tuổi sẽ tương trợ và sẽ giúp cho cái cuộc sống của cả hai có thêm tài lộc và có thêm cái sự may mắn hạnh phúc. Cuộc sống sẽ được viên mãn trọn đời. Nhưng mà lỡ chọn sai thì sẽ gặp nhiều cái khó khăn trong công việc. Đấy. Vợ chồng thì bất hòa, con cái thì hư hỏng, vân vân. Đó. Vậy thì trong 12 con giáp thì những người tuổi Tuất sẽ hợp với những tuổi nào nhất và sẽ bị xung khắc với tuổi nào, đúng không ạ? Chúng ta biết những người tuổi Tuất thì sẽ có 5 tuổi. Tuổi Giáp Tuất là 1994, Bính Tuất là 1946, Mậu Tuất là 1958, Canh Tuất là 1970 và Nhâm Tuất là 1982. Vậy thì trong các tuổi Tuất này thì sẽ hợp với những con giáp nào trong 12 con giáp có trên bảng ở đây? Thì đầu tiên chúng ta cũng cần phải xét theo cái quan hệ là địa chi nhá. Trong video ngày hôm nay tôi sẽ chỉ xét về quan hệ địa chi thôi. Địa chi tức là gì? Cái tuổi Tuất này, chứ không xét về các thiên can là Giáp, Bính, Mậu, Canh, Nhâm. Những thiên can Giáp, Bính, Mậu, Canh, Nhâm tôi sẽ xét ở một cái video khác. Và sẽ có những cái video tổng hợp để chọn ra những tuổi tốt hợp với từng tuổi một chi tiết. Thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi để biết mình hợp với tuổi nào. Đó. Quý vị thân mến, những người tuổi Tuất là những người sinh vào năm Tuất âm lịch. Có nghĩa là gì? Người ta gọi vẫn là gọi là cặp tinh con chó, đúng không ạ? Họ là những người sống chính trực, ngay thẳng và tốt bụng. Người tuổi Tuất ít khi xem trọng cái vấn đề tiền bạc, địa vị hay là vật chất. Suy nghĩ của họ luôn đặt cái lợi ích cộng đồng và cái tập thể lên trên tất cả cái lợi ích cá nhân. Dù là nam mệnh hay là nữ mệnh thì những người tuổi Tuất đều sống rất cẩn thận, không quá tin tưởng vào bất kỳ ai mà họ chưa hiểu rõ. Cái điểm yếu lớn nhất của những người tuổi Tuất là không biết cách kiềm chế cái cảm xúc của mình, hay nóng giận và dễ dàng nổi cáu với mọi người. Đó. Vậy thì với cái tính cách như vậy thì những người tuổi Tuất sẽ hợp với tuổi nào? Thì chúng ta cùng xét chi tiết về 12 con giáp kết hợp từng tuổi. Khi mà kết hợp với tuổi Tuất thì sẽ như thế nào nhé? Đầu tiên là chúng ta cùng xét về những người tuổi Tý. Đấy, những người tuổi Tý là Tý Thủy gặp Tuất Thổ, đúng không ạ? Thổ Thủy là tương khắc. Đúng không ạ? Thổ Thủy là tương khắc. Và những người tuổi Tuất lấy những người tuổi Tý thì Tuất Thổ khắc Tý Thủy. Nếu mà chồng tuất vợ Tý thì sẽ rất là tốt, hoặc là mà chỉ chồng Tý vợ Tuất thì hay xảy ra những xung khắc, những xung đột trong cuộc sống. Đấy. Những người bị chồng Tuất vợ Tý thì sẽ kiểm soát được, người tuổi Tuất sẽ kiểm soát được vợ, sẽ kiểm soát được, tức là gì, khắc chế được, thì nó lại là tài tinh. Vậy nên những cái cặp ví dụ như là cặp Nhâm Tuất 1982 mà lấy 1984 ấy thì sẽ rất có lợi và sẽ được gì, được đạt tài lộc như ý, đúng không ạ? Mặc dù có nhiều điểm khác biệt, nhưng mà những người tuổi Tý và những người tuổi Tuất kết hợp làm ăn khá là ăn ý. Tuổi Tý xung quanh mình thì có rất nhiều bạn bè thân thiết. Còn với những người tuổi Tuất thì cuộc sống sẽ chẳng có ý nghĩa nếu mà họ không có sự trung thành, đáng tin và khôn ngoan, cũng như là cái trách nhiệm. Tuổi Tuất sẽ là một trong những người bạn tuyệt vời. Đôi khi cái sự nhiệt tình quá của bạn bè của những người tuổi Tuất ấy cũng khiến tuổi Tý hơi khó chịu và chỉ đoán mò lung tung. Tuy nhiên thì dần dần những người tuổi Tý sẽ thấy cái sự nhiệt tình và cái sự trung thành của những người tuổi Tuất đầy thú vị và vô cùng đáng yêu. Vậy nên họ trở thành những cái người bạn tri kỷ với nhau ấy, từ kết hợp làm ăn kinh doanh đến là gì, cưới hỏi vợ chồng, hôn nhân thì cũng đều là thuận lợi. Vậy nên những người tuổi Tý là tuổi tốt đầu tiên mà những người tuổi Tuất nên chọn. Đó là con giáp may mắn đầu tiên. Đó. Và để cái công việc của những người tuổi Tý, Tý Thủy và Tuất Thổ, đó, Thổ Thủy là tương khắc. Để hóa giải cái cục diện tương khắc này đi thì cái cặp vợ chồng hoặc là những người làm ăn buôn bán kinh doanh hoặc là sinh con đẻ gái mà cặp Tuất và Tý thì kết hợp với nhau ấy, thì chúng ta cũng cần phải hóa giải cục diện xung khắc ngũ hành là Tý Thủy gặp Tuất Thổ, đó, Thổ Thủy là tương khắc. Vậy nên những người tuổi Tý trong trường hợp này hãy sử dụng một cái vòng tam hợp quý nhân là Thân Tý Thìn, còn những người tuổi Tuất sẽ sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân là Dần Ngọ Tuất để hóa giải cái cục diện xung khắc, giúp cho cái cặp này trở nên gì, trọn vẹn và viên mãn hơn. Đấy, cái vòng tam hợp quý nhân được sử dụng cái bộ tam hợp quý nhân theo tuổi của từng người.
và nó sẽ mang lại cái may mắn, mang lại cái tài lộc cho quý vị. Bởi vì gì? Cái tam hợp quý nhân nó sẽ chiêu mời quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp hóa giải những xung khắc trong chuyện vợ chồng, trong chuyện con cái, cũng như là gì? Nó sẽ hóa giải cái xung khắc trong công việc, làm ăn kinh doanh. Từ đó sẽ giúp cho các cặp đôi, các cặp bạn đời cũng như là gì, các đối tác làm ăn nó được thuận lợi và hanh thông hơn, không còn những cái xung khắc, không còn những cái mâu thuẫn nữa. Từ đó công việc kinh doanh làm ăn cũng sẽ được kết hợp thuận lợi và chân chu. Còn với những cặp vợ chồng mà hay xung khắc ấy, hay khắc khẩu ấy, thì sẽ sử dụng một cái vòng tam hợp quý nhân để hóa giải những cái khẩu thiệt thị phi xung khắc trong cuộc sống, và từ đó thì sẽ giúp vợ chồng hòa hợp hơn. Đấy, ông cha ta có nói là gì, tề gia trị quốc bình thiên hạ. Đấy, cái nhà mà nó yên thì công việc mới hay thông thuận lại được. Chứ các bạn mà làm việc tốt đến mấy mà về nhà bắt đầu cảm thấy lục đục, cảm thấy chán trường, thì không mấy thì cũng sẽ công việc cũng sẽ gì, dễ đổ bể. Đó. Vậy nên là những người tuổi Tý và những người tuổi Tuất nếu mà lấy nhau ấy mà hay xảy ra cái tình trạng xung khắc ấy, giàu có rồi mà hay xảy ra tình trạng xung khắc, thì quý vị hãy gì sử dụng một cái vòng tam hợp quý nhân để hóa giải. Đấy, nó sẽ giúp cho công việc của những người tuổi Tý và những người tuổi Tuất cũng như là cái quan hệ tình cảm nó được thì thuận buồm xuôi gió hơn, và làm ăn kinh doanh cũng sẽ gặp nhiều cái thuận lợi hơn. Đó. Đó là con giáp đầu tiên mà người tuổi Tuất có thể kết hợp, đó là những người tuổi Tý. Con giáp thứ hai là những người tuổi Sửu. Đấy. Khi Tuất và gặp Sửu là lâm vào cái cục diện là gì? Là tương hình. Đấy, là cục diện tương hình. Thì nhìn chung ấy, những người mà phạm vào cục diện tương hình này ấy, thì thiếu tính tự chủ, thiếu tính quyết đoán và không thể độc lập giải quyết các vấn đề cho bản thân. Tính tình thì thường là vội vàng và hấp tấp. Đấy. Bên cạnh đó lại kèm theo cái tính cố chấp, cứng đầu. Đấy. Khó có thể kiểm soát được trước mọi cái tình huống. Chính vì những lý do trên mà những người tuổi này thường gặp khó khăn, cản trở khi mà kết hợp làm ăn kinh doanh với nhau hoặc là lấy nhau, đúng không? Hơn nữa thìn Tuất Sửu Mùi lại là cái bộ tứ hành xung. Vậy nên là những người tuổi Sửu cũng không phải là lựa chọn tốt cho những người tuổi Tuất, mà quý vị nên xem xét những tuổi khác để được tốt hơn. Đó. Trong trường hợp mà những người tuổi Tuất và những người tuổi Sửu mà lỡ kết hợp với nhau rồi thì chúng ta cũng sẽ sử dụng những cái bộ tam hợp để hóa giải, đúng không ạ? Ví dụ như là những người tuổi Tuất mà kết hợp với những người tuổi Sửu ấy thì sẽ sử dụng cái bộ tam hợp là dần ngọ Tuất. Đấy, những người tuổi Tuất sẽ sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân là dần ngọ Tuất. Còn những người tuổi Sửu sẽ sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân là Tị Dậu Sửu. Đấy. Trong nguyên tắc hợp xung của ngũ hành ấy là gì? Ngũ hành là tham sinh kỵ khắc, đúng không ạ? Tham hợp quên xung. Khi mà có tuổi hợp rồi, khi mà có hợp rồi thì nó sẽ không bị xung nữa. Và khi mà nó đã được sinh rồi thì nó sẽ không còn thích đi khác nữa. Vậy nên sẽ sử dụng một cái ngũ hành tương sinh hoặc là gì, cái sự hòa hợp để hóa giải những cặp xung khắc này đi. Bởi vậy cho nên những người tuổi Sửu mà kết hợp với những người tuổi Tuất thì tốt nhất là quý vị mỗi người nên sử dụng một cái vòng tam hợp quý nhân để mang lại cái may mắn, mang lại cái tài lộc cho mình. Đó. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân nhé. Bên cạnh đó, cái vòng cũng đã được các thầy khai quang chỉ chú cũng như là xem ngày sử dụng. Vậy nên là quý vị trước khi thỉnh vòng hãy để lại họ tên, ngày tháng năm sinh cũng như là giờ sinh để được xem ngày sử dụng theo đúng tuổi của mình. Đó. Đó là con giáp thứ hai là những người tuổi Sửu, đúng không ạ? Như vậy tuổi Sửu không phải là lựa chọn tốt với những người tuổi Tuất. Vậy nên quý vị cần phải xem xét. Thứ ba là chúng ta xét tuổi Tuất với tuổi Dần, đúng không? Tuất với tuổi Dần. Tuất và Dần được cục diện tam hợp là Dần ngọ Tuất tam hợp, tuy nhiên nó chỉ được bán tam hợp thôi. Trong 12 con giáp ấy, thì cái khoảng cách giữa 3 con giáp là 4 năm ấy, thì được gọi là cặp tam hợp. Và những con giáp thuộc cặp tam hợp này thì trong các mối quan hệ hợp tác kinh doanh, làm ăn vợ chồng hay là con cái thì thường được suôn sẻ hanh thông, cùng mục tiêu, cùng lý tưởng và sẽ giúp đỡ nhau dễ dàng tiến đến cái thành công, và nếu là vợ chồng thì sẽ dễ dàng được hạnh phúc viên mãn. Đó. Vậy nên là các cụ ngày xưa vẫn khuyên ấy, trai gái hơn 3 tuổi, hơn 3 năm đúng không? Thì cứ cưới nhau là sẽ được trọn vẹn hạnh phúc. Vậy nên trong thời gian này nếu mà những người tuổi Dần và những người tuổi Tuất kết hợp với nhau thì cực kỳ là tuyệt vời, được bộ bán tam hợp là Dần ngọ Tuất, đúng không? Nhưng mà trong cái bộ tam hợp hỏa cục này thì thiếu một ông ngọ, vậy nên là cái bộ này nó cũng không được trọn vẹn, nó cũng sẽ không được tốt lành nhất. Đó. Vậy nên là những người tuổi Dần và những người tuổi Tuất khi mà kết hợp làm ăn với nhau ấy thì nên chọn thêm người tuổi Ngọ nữa. Chọn thêm người tuổi Ngọ cho đủ bộ tam hợp. Hoặc là gì, quý vị sẽ sử dụng một cái vòng tam hợp quý nhân là Dần ngọ Tuất để tương trợ, giúp đỡ, giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi hơn và mang lại cái tài lộc, mang lại cái may mắn cho mình nhé. Đó, đó là những người tuổi Dần, đúng không ạ? Như vậy, những người tuổi Dần là kết hợp với những người tuổi Tuất là rất là hợp. Đó. Đó là con giáp thứ 3. Con giáp thứ 4 chúng ta cùng xét đó là những người tuổi Mão. Các cụ vẫn nói là gì? Cãi nhau như chó mèo, đúng không ạ? Nhưng mà trong quan hệ 12 con giáp thì quý vị thấy xung quanh mình ấy
ông bà nào mà tuổi Mão với tuổi Tuất thì sẽ rất là hợp, rất là giàu. Tại vì sao? Tại vì Mão và Tuất là có cục diện là lục hợp, tức là nhị hợp đấy. Hai con giáp này khi kết hợp với nhau ấy thì tạo thành cái cặp lục hợp. Hay còn hiểu một cách đơn giản là gì? Trong 6 con giáp thì có 12 cặp, đúng không ạ? Có 6 cặp kết hợp với nhau gọi là 6 cặp lục hợp ấy thì gọi là gì? Gọi là nhị hợp. Đấy. Thì cái mối quan hệ này được coi là cái mối quan hệ tốt đẹp. Các cặp thuộc lập hợp nếu mà kết hợp thành đôi sẽ tạo nên cái sự may mắn hạnh phúc cho đối phương. Cũng như là khi kết hợp làm ăn kinh doanh thì mọi việc cũng sẽ được gì suôn sẻ và bền vững hơn. Vậy nên là cái cặp Mão và Tuất là cái cặp cực tốt khi kết hợp với nhau đó. Và để may mắn hơn khi mà tuổi Mão kết hợp với tuổi Tuất thì những người tuổi Mão sẽ sử dụng một cái vòng tam hợp quý nhân là Hợi Mão Mùi để trợ mệnh hộ thân, giúp tăng cường cái vận may mắn của mình trong cái chuyện là gì? Trong cái cuộc sống cũng như là trong chuyện hôn nhân. Đấy. Bên cạnh đó thì tuổi Mão là gì? Mão cũng phải thuộc Mộc, Tuất cũng phải Thổ, Mộc Thổ lại là tương khắc. Đấy, Mộc khắc Thổ mà. Vậy nên là nếu mà tuổi Mão mà kết hợp với tuổi Tuất ấy thì chúng ta cũng phải hóa giải cái cục diện xung khắc đó đi để mang lại cái may mắn, mang lại cái hanh thông trong cái chuyện tài lộc của mình. Đó. Đó là tuổi Mão. Tiếp theo là tuổi Thìn. Tuổi thứ 6 là tuổi Thìn đúng không ạ? Tuổi Thìn thì gặp cái bộ là gì? Thìn Tuất là tương xung. Thìn Tuất xíu mùi tứ hành xung. Trong đó Thìn và Tuất là trực xung. Vậy nên là những người tuổi Thìn và những người tuổi Tuất khi lấy nhau ấy thì là những người mà có tính cách trái ngược nhau hoàn toàn về tính cách. Có thể ban đầu thì rất hợp, rằng xé, có thể ai cản cũng không nghe. Nhưng mà khi kết hợp với nhau ấy thì lại hoàn toàn về trái ngược về tính cách và cái quan điểm sống cũng như là cái phong cách sống. Cái điều này nó thể hiện qua những lần tranh cãi, những lần khắc khẩu, những lần đấu tranh hoặc là gì, những lần tranh cãi về cái chuyện chỉ là những chuyện nhỏ nhoi thôi mà cũng có thể trở thành cái đại họa và khiến cho các cặp đôi này cãi vã xung khắc và bất đồng quan điểm đó. Từ đó là dẫn đến là gì, những chuyện chia cắt, những chuyện chia ly hoặc là gì. Nếu mà kết hợp làm ăn kinh doanh với nhau thì cũng dễ xảy ra tình trạng là gì, là nói chung là không thành ấy, và mọi người sẽ dần dần bị tan rã đó. Đó là những người Thìn với những người tuổi Tuất. Trong trường hợp mà những người tuổi Thìn và những người tuổi Tuất mà lỡ kết hợp với nhau rồi thì quý vị có thể sử dụng thêm tuổi Mão và tuổi Dậu, đúng không ạ? Lúc đó chúng ta được cùng diện là Thìn và Dậu là nhị hợp thì sẽ không xung Tuất nữa, hoặc là Mão và Tuất là nhị hợp thì sẽ không xung với Thìn nữa. Bên cạnh đó thì quý vị cũng thể sử dụng cái bộ tam hợp quý nhân, đúng không ạ? Thân Tí Thìn tam hợp thì sẽ không xung với Tuất nữa, và Dần Ngọ Tuất tam hợp thì sẽ không xung với Thìn nữa. Đó. Và để dễ dàng hơn thì quý vị có thể sử dụng một cái vòng tam hợp quý nhân. Những người tuổi Thìn sẽ sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân là Thân Tí Thìn để trợ mệnh ngộ thân. Còn những người tuổi Tuất sẽ sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân là Dần Ngọ Tuất để hóa giải cục diện là Thìn Tuất là tương xung và mang lại cái may mắn cho mình, đúng không ạ? Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân. Tiếp theo tuổi thứ 6 chúng ta xét đó là tuổi Tuất và những người tuổi Tỵ, đúng không ạ? Tuất và Tỵ. Thì hai người tuổi Tuất và tuổi Tỵ ấy, tuổi Tỵ là thuộc hỏa, Tỵ hỏa, Tuất thổ, hỏa thổ là tương sinh. Hai người tuổi Tỵ và tuổi Tuất có nhiều cái mối quan hệ khá phức tạp nhưng họ lại hoàn toàn có thể dung hòa được với nhau. Cả hai con giáp này thì đều hay lo lắng và hay cảm thấy là bất an trong cuộc sống. Cái điều tuyệt vời là nhờ có mối quan hệ chung này mà những người tuổi Tỵ và những người tuổi Tuất đều được tiếp thêm sức mạnh, được tiếp thêm cái nghị lực và trở thành cái chỗ dựa vững chắc cho nhau, trở thành đồng nghiệp tốt, trở thành gì, người vợ tốt, người chồng tốt. Tuy hai người tuổi này không có nhiều cái điểm tương đương nhưng mà gì cũng không quá xung khắc. Những người tuổi Tuất thì tốt tính và hay chiều những người khác nhưng mà lại gì đa sầu đa cảm. Trong khi đó những người tuổi Tỵ rất hấp tấp, mê hoặc nhưng lại gì có phần là sống khép mình, thích sự yên tĩnh, không thích làm ồn ào và náo nhiệt đó. Vậy nên là những người tuổi Tỵ kết hợp với những người tuổi Tuất cũng là khá là tuyệt vời. Nó được cục diện là gì, Tỵ là hỏa sinh cho Tuất thổ, được cục diện ngũ hành tương sinh, vậy nên cũng khá là tốt. Nếu mà chọn được những tuổi này thì cũng sẽ được may mắn và hành thông. Đấy. Vậy nên những người tuổi Tỵ cũng sẽ luôn mang theo bên mình cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để khi kết hợp với những người tuổi Tuất sẽ được thì may mắn và thuận lợi hơn. Đó là con giáp thứ 6 là tuổi Tỵ. Tiếp theo thứ 7 là tuổi Ngọ. Tuổi Ngọ thì khỏi bàn rồi, đúng không ạ? Ai cũng biết là Dần Ngọ Tuất là tam hợp. Vậy nên là những người tuổi Ngọ mà kết hợp với những người tuổi Tuất là sẽ được tam hợp cục nó trợ mệnh. Và cái những người mà thuộc cặp tam hợp này khi mà lấy nhau, khi mà kết hợp làm ăn kinh doanh với nhau hoặc là khi là gì, khi là sinh con đẻ cái thì thuộc cái cặp tam hợp sẽ nằm trong cái mối quan hệ rất là tốt. Thường công việc sẽ suôn sẻ hanh thông và họ sẽ là những người có cùng mục tiêu, cùng lý tưởng, sẽ giúp đỡ nhau để dễ dàng tiến đến cái thành công nhiều hơn.
Đó. Vậy nên là những người tuổi Ngọ và những người tuổi Tuất kết hợp với nhau là rất hợp nhé. Nhưng mà chỉ được cục diện bán tam hợp. Nếu mà vợ Ngọ chồng Tuất hoặc chồng Ngọ vợ Tuất thì có thể là gì? Đẻ con tuổi Dần để đủ bộ bán tam hợp thì sẽ may mắn hơn. Còn trong trường hợp là làm ăn kinh doanh hợp tác thì quý vị tuổi Ngọ và tuổi Tuất kết hợp với nhau thì cũng gì? Chọn thêm những người tuổi Dần nữa. Ví dụ như là 78 Mậu Ngọ lấy kết hợp với 82 nhâm Tuất thì hãy chọn thêm ông Bính Dần nữa để gì? Để được cái bộ tam hợp là Dần Ngọ Tuất để cho nó được thuận lợi hơn. Đó. Trong trường hợp mà quý vị không chọn là người thì cũng có thể sử dụng linh vật phong thủy để đặt. Bên cạnh đó thì quý vị có thể sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân là Dần Ngọ Tuất để tăng thêm cái may mắn, tăng thêm vượng khí cho những người tuổi Ngọ. Đó. Đó là con giáp may mắn thứ 7. Con giáp thứ 8 mà chúng ta xét ở sau đây đó là những người tuổi Mùi. Đúng không? Những người tuổi Mùi thì gặp tuổi Tuất thì gặp cục diện là vừa hình lại vừa phá. Vừa hình vừa phá. Quý vị thân mến, đầu tiên chúng ta cùng xét về cái mối quan hệ tương phá. Thì mỗi con giáp đều mang một cái biểu tượng, mang một cái ý nghĩa khác nhau, đúng không? Và khi mà kết hợp với nhau qua lại thì nó sẽ tạo thành các thế gọi là hợp xung hình phá hại khắc tuyệt vân vân đó. Và khi mà các cặp đôi xung khắc đến với nhau ấy, hoặc là kết hợp làm ăn kinh doanh với nhau ấy, hoặc là sinh con đẻ cái thì cũng thường là không tốt và cũng không được bền lâu, mau tan rã. Đấy, vì nói chủ là thì chống phá lẫn nhau. Chính vì vậy mà nếu mà khi mà chọn vào tuổi kết hôn sinh con hoặc là đặc biệt là chọn tuổi làm ăn ấy, thì người ta cũng nên tránh cái tuổi này ra để mang lại cái may mắn cho mình nhiều hơn đó. Và những người tuổi Mùi và những người tuổi Tuất nó là cục diện cũng là xấu nhá, quý vị cũng cần phải xem xét thật kỹ trước khi lựa chọn đó. Đó là những người tuổi Mùi và những người tuổi Tuất. Trong trường hợp mà lỡ kết hợp với nhau ấy, thì những người tuổi Mùi sẽ sử dụng một cái vòng tam hợp quý nhân là Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, đúng không ạ, để hóa giải cái cục diện xung khắc này đi. Tại vì cái cục diện ngũ hành ấy là nó gì, tham hợp quyên xung, tham sinh kỵ khắc. Chính vì vậy mà trong bát tự ấy, tôi ví dụ nhé, chính vì vậy trong bát tự thì các thầy vẫn khuyên, đúng không ạ, ví dụ như là một ông bệnh hỏa, đúng không ạ, hỏa mà lấy ông bệnh thổ, hỏa mà lấy ông bệnh thủy, đúng không ạ, biết đội thủy hỏa lấy nhau, đúng không ạ, thì sẽ sử dụng một cái cục diện ngũ hành là mộc ở giữa đó. Thì khi đó thì thủy sinh mộc và mộc sẽ sinh hỏa, lúc đó thì mộc sẽ không, thủy sẽ không còn bị khắc hỏa nữa. Tại vì gì? Ngũ hành thích hợp hơn xung, thích đi sinh hơn đấy khắc, đúng không ạ? Ông hỏa này ông được sinh rồi thì ông sẽ không khắc thủy nữa, không bị thủy khắc nữa, đúng không ạ? Và ông thủy ông sinh cho mộc thì ông cũng không còn cái tâm trí nào nữa mà ông ấy ông khắc hỏa nữa. Đấy. Cái tương tự như vậy thì chúng ta sẽ sử dụng cái bộ tam hợp. Vậy thì ngũ hành quan hệ địa chi thì nó là có cục diện là hợp xung hình hại. Vì thế mà chúng ta sẽ sử dụng cái cục diện này để chúng ta hóa giải nhé. Đó. Tiếp theo thứ 9 là chúng ta xét người tuổi Tuất kết hợp với những người tuổi Thân. Thì nhìn chung ấy, những người tuổi Tuất mà kết hợp với những người tuổi Thân ấy, về cái tính cách thì tuổi Thân và tuổi Tuất cũng có khá nhiều cái nét tương đồng. Bên cạnh đó vừa được cục diện ngũ hành tương sinh lại vừa được rơi một cái bộ tam hội là Thân Dậu Tuất. Vậy nên là gì? Những người tuổi Thân và những người tuổi Tuất có khá nhiều nét tương đồng, rất dễ dàng để nhận thấy được là những người tuổi Thân và những người tuổi Tuất khi kết hợp với nhau sẽ tạo nên một cặp đôi khá là ăn ý, có thể hỗ trợ nhau về rất nhiều mặt. Tuổi Thân là những người sáng tạo, luôn có nhiều ý tưởng mới mẻ, nhưng đôi lúc lại có chút liều lĩnh và gan dạ. Điều này sẽ là bù trừ cho tính cách cẩn trọng, kỹ càng và chịu đựng của những người tuổi Tuất. Có nhiều người cho rằng về cái mặt tính cách thì hai con giáp này không thực sự phù hợp. Nhưng mà trên thực tế thì quý vị thấy 10 cặp Thân và Tuất thì tốt cả 10. Đúng không ạ? Họ có thể dung hòa được cho nhau. Và cái điều này là rất là dễ hiểu. Tại sao mà những cặp Thân và Tuất kết hợp với nhau làm ăn kinh doanh vậy cũng có rất nhiều điều thuận lợi. Đó. Đó là những người tuổi Thân và những người tuổi Tuất. Tiếp theo chúng ta cùng xét về tuổi Tuất mà lấy tuổi Dậu hoặc là kết hợp làm ăn kinh doanh với tuổi Dậu hoặc để con tuổi Dậu thì sao? Đó. Chúng ta biết là Tuất và Dậu là gặp cục diện là gì? Là lục hại này. Lục hại đó, Tuất Dậu lục hại mà. Vậy nên là khi mà kết hợp với những người tuổi Dậu ấy thì người xưa quan niệm rằng hôn nhân hoặc là kết hợp làm ăn kinh doanh hoặc là khi mà sinh con đẻ cái vào cái tuổi mà phạm vào lục hại ấy, thì sẽ khó được bền vững. Vợ chồng thì thường xuyên cãi cọ, gia đình lục đục, con cái thì hư hỏng, thậm chí là gì trong nhiều trường hợp ấy còn khiến cho kinh doanh bị thất bát, làm ăn thua lỗ và tán gia bại sản, hoặc là gì dễ dẫn đến tình trạng là sát hại lẫn nhau. Vậy nên những người tuổi Dậu và những người tuổi Tuất kết hợp với nhau ấy, thì thường không được bền vững, thường nhá, chứ một số cặp thì lại rất là ngon đó. Vì vậy mà cái sự lựa chọn Tuất và Dậu thì cũng không phải là lựa chọn được ưu tiên, vì thế mà mọi người nên cân nhắc thật kỹ đó.
Và trong trường hợp mà lỡ kết hợp với nhau rồi thì những người tuổi Dậu, đúng không ạ, những người tuổi Dậu và những người tuổi Tuất thì có thể là chọn cách hóa giải. Những người tuổi Dậu thì sẽ sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân là Tị Dậu Sửu, và những người tuổi Tuất sẽ sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân là Dần Ngọ Tuất. Đấy. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân nhé. Thưa quý vị, như vậy là bây giờ chúng ta đã xét được 9 tuổi rồi đó, 10 tuổi rồi, còn 2 tuổi nữa. Thì trường hợp tiếp theo là những người tuổi Tuất lên những người tuổi Tuất, Tuất lên Tuất hoặc là Tuất kết hợp với Tuất, đúng không ạ? Thì những người tuổi Tuất kết hợp với những người tuổi Tuất cũng cực kỳ là thuận lợi. Đó. Trong công việc làm ăn kinh doanh cũng như kết hợp với vợ chồng thì đây cũng là một cặp đôi khá lý tưởng. À, đặc biệt nhưng mà với cái cặp vợ chồng chồng Tuất vợ Tuất ấy, thì làm ăn thì ok, nhưng mà trong quan hệ tình cảm thì rất hay xảy ra những cái mâu thuẫn, rất hay xảy ra những mâu thuẫn. Vậy nên là những người mà chồng Tuất vợ Tuất thì nên sử dụng một cái vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để hóa giải cái cục diện xung khắc ấy đi. Quý vị để ý xem, nhất là những đội 82, 1982 lấy 1982 hoặc là kết hợp làm ăn với nhau thì chạy chọe suốt ngày, cãi nhau suốt ngày, đấm nhau suốt ngày đấy. Nhưng mà gì, làm ăn kinh doanh cái về kinh tế thì lại được, nhưng lại được cái này thì mất cái kia, nhưng mà gì, nói chung tổng quan lại vẫn là tốt. Vậy nên là những, đặc biệt là các bạn tuổi Tuất ấy, khi kết hợp với nhau ấy, thì hãy sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để hòa hợp cái mối quan hệ tình cảm, hòa hợp cái mối quan hệ vợ chồng, giúp cho cái cặp vợ chồng này nó được thuận lợi và may mắn, cái hạnh phúc nó được viên mãn hơn. Đó là những người tuổi Tuất kết hợp với những người tuổi Tuất. À, tiếp theo, những người tuổi Tuất mà kết hợp với những người tuổi Hợi thì sao? Đó. Tuất Thổ gặp Hợi Thủy, Thổ Thủy là tương khắc. Khắc chưa chắc nó đã là xấu, tùy trường hợp, đúng không ạ? Ví dụ như là tuổi Nhâm Tuất là 1982 lấy Quý Hợi 1983 thì lại quá là đẹp. Đó. Vậy nên là gì? Cũng có tùy tuổi. Nhưng mà gì? Nói chung là ông Tuất, ông sẽ nắm được cái phần đầu đó, tức là sẽ làm chủ được trong cái cuộc chơi. Còn những người tuổi Hợi thì sẽ là người gọi là người đi theo thì sẽ tốt hơn là những người tuổi Hợi làm chủ và những người tuổi dẫn dắt những người tuổi Tuất đi theo. Vì cái cục diện là gì? Tuất, những người tuổi Tuất thì sẽ là gì, được cái ngũ hành là nó khắc được những người tuổi Hợi. Vì thế mà trong cái cuộc chơi này thì những người tuổi Hợi và những người tuổi Tuất sẽ đến với nhau sẽ vô cùng là ăn ý, nếu mà những người tuổi Hợi chịu khó nhường nhịn một chút. Đó là những người tuổi Tuất và những người tuổi Hợi. Thưa quý vị, như vậy tôi đã vừa chia sẻ cho quý vị và các bạn về những con giáp tuổi Tuất có thể kết hợp làm ăn được, đúng không ạ? Thì bây giờ tổng hợp lại, bao gồm tuổi Tuất có thể chọn chơi được, kết hợp làm ăn được, đẻ con được những tuổi này đó. Đầu tiên là những người tuổi Dần là ưu tiên số 1 nhé, đó. Là được cùng diện là Dần Ngọ Tuất tam hợp, đúng không ạ? Thì tuổi Ngọ sẽ là ưu tiên số 2, đó. Tuổi Mão sẽ là ưu tiên số 3, đó. Đây là ba tuổi tốt nhất mà người tuổi Tuất có thể lựa chọn kết hợp làm ăn kinh doanh cũng như là gì, kết hợp dựng vợ gả chồng, sinh con đẻ cái đó. Và tuổi xấu nhất mà những người tuổi Tuất cần phải kiêng kỵ thì đó là những tuổi sau. Tuổi Tuất thì đầu tiên chúng ta biết là cục diện là Thìn Tuất là tương xung, đúng không ạ? Như vậy những người tuổi Thìn sẽ là những người mà chúng ta cần phải loại bỏ. Thứ hai là tuổi Dậu, đúng không ạ? Thứ ba là tuổi Mùi. Thứ tư là tuổi Sửu. Đây là bốn con giáp mà tuổi Tuất không nên kết hợp, không nên kết hợp làm ăn kinh doanh. Thì bên cạnh đó cũng có những tuổi khác mà những người tuổi Tuất có thể kết hợp được, nó cũng tốt xấu tùy theo trường hợp, đúng không ạ? Đó là những người tuổi Tý, đúng không ạ? Là 1. Tuổi Tý này, tuổi Tỵ này là 2 này. Đó. Tuổi Thân là 3 này. Và tuổi Tuất là 4. Tuổi Hợi là 5. Đó. Như vậy là những người tuổi Tuất có thể kết hợp được với gì? Trong 12 con giáp thì những người tuổi Tuất có thể kết hợp được với 4 con giáp, với 8 con giáp, 8 con giáp, đúng không ạ? Và kỵ được 4 con giáp là Thìn, Tuất, Sửu, Mùi và tuổi Dậu. Đó. Thìn, Sửu, Mùi, Dậu trừ 4 con nó ra. Đấy, thì sẽ được may mắn và hành thông. Như vậy là tôi đã vừa chia sẻ cho quý vị và các bạn về những người tuổi Tuất kết hợp với tuổi nào thì tốt, kết hợp với tuổi nào thì xấu và những người tuổi Tuất cần phải kiêng kỵ những tuổi nào, đúng không ạ? Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.